Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh channel Mr. Tin. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp cho mọi người bài thuốc mới chuyên trị về một cái bệnh giai đoạn cuối. Đó là cái bệnh ung thư phổi mọi người nha. Rất hay và tuyệt vời. Thì cái bệnh này thì nó cũng phổ biến và xảy ra rất nhiều với tất cả mọi người chúng ta hôm nay. Thì bệnh đó thì mọi người biết rồi, chỉ con đường về chờ thôi mọi người nha. Thì hôm nay tôi cũng tham khảo và cố gắng thì tôi cũng chia sẻ bài thuốc này. Nếu cứ vãn được những ai may mắn thì tôi cũng cố gắng dùng hết sức mình và giúp cho tất cả mọi người ai đã mắc phải. Thì rất đơn giản mọi người nghe. Đó, mọi người nhìn kỹ nha, sau lưng tôi nha, cái lá này đây mọi người. Đây, thật rất thú vị nha. Và mọi người cố gắng xem hết video này nha. Tôi sẽ chia sẻ rất cặn kẽ cho mọi người nha. Và mọi người cố gắng, nếu ai mắc phải thì dùng, còn không thì mình giúp người ta. Đó là một điều làm tốt cho cộng đồng xã hội. Chia sẻ video này đến cho những người ai bị mắc bệnh, đường nào là họ cũng tính con đường là hết đường rồi, thì cứ dùng, hãy dùng nha. Biết đâu cơ địa của mình tùy theo cơ địa và sự may mắn của mình đã đem đến thì đem lại cho niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Đây mọi người nha, đây sau lưng tôi đó mọi người. Lá mơ lông đây mọi người nha. Mọi người nhìn nha, lá mơ lông mọi người nha. Đây, tôi vừa hái lá mơ lông cho mọi người xem đây. Đây là thị phẩm cái lá mơ lông nha. Còn mọi người cố gắng xem hết video này và tôi chỉ chia sẻ cái bí quyết tưới video này của lá mơ lông này nha. Để mọi người chọn lựa cái lá. Thì được biết là con bệnh rất hiểm nghi. Thì đã đến đường cùng rồi, thì dù sao đi nữa thì cũng cố gắng dùng để tùy theo cái địa của mình, biết đâu số may mắn của mình nó hết thì sao. Tôi cũng không khuyến khích mọi người dùng bài thuốc này của tôi nha. Nếu mọi người mà hết đường cùng rồi thì mọi người thích thì mình dùng bài thuốc của tôi không ép nha. Bài thuốc này tôi chia sẻ nhằm ủng hộ giúp cho những người nghèo khó không có tiền thuốc thân chữa trị ở xa thành phố thành thị, không nơi xa xưa hẻo lánh. Thì thật rất đơn giản mọi người nha. Rồi đây, xin mời mọi người là cái trị được các bệnh phổi giai đoạn cuối thì cũng rất đơn giản mọi người nha. Mọi người từ cái lá mê long này, mọi người hái cho tôi một nắm lá mê long, một nắm mà nhẹ, một nắm tay nhẹ. Tôi đoán cả tầm là mọi người cố gắng con mê long này ăn gì cũng tốt thôi nha, không có gì đâu. Mọi người hái cứ một nắm trọc trọc cho tôi được chưa. Nắm này nhiều lên nha, một nắm nha. Người đem về rửa sạch vệ sinh bằng nước vôi loãng để ráo cho tôi. Sau đó mọi người ra chợ hoặc người tìm đâu cái cây dừa sim mọi người nha. Đây, cây dừa sim nha, sim là nhỏ trái nha, còn dừa khác to trái thì dùng hết đâu. Thế thì mọi người tìm chỗ nào mà có dừa sim á, cố gắng gọi mọi người mua thì tôi một trái dừa sim nha. Đây, mua cho tôi trái dừa sim, nếu ở xa thì mua nhiều lên để dùng chừng chừng, dù tuần lễ hoặc 10 ngày đi mua lại lần chưa. Vị thuốc thứ ba là mọi người cố gắng mua cho tôi mật ong nha, mật ong nguyên chất.
Thì mật ong nguyên chất thì mọi người liên hệ những người mà nào mà họ bán mật ong nguyên chất thì mình mua, nó có chất lượng hơn. Đấy. Và cái lá mơ này, người đi sạch đi ráo rồi như vậy nữa, người đem giả nát cho tôi. Đó, giả nát. Người vác lấy nó cốt, vác lấy nó cốt cái lá mơ này nha. Đấy. Còn dùng cái lá mơ, lửa lá mơ như thế nào thì mọi người cố gắng xem hết video tôi, thì tôi chia sẻ cách lửa lá mơ này nó có hiệu quả. Đấy. Thì sau lưng tôi là một hàng lá mơ đó mọi người, đó tôi thị phạm cho mọi người xem lá mơ luôn nha. Lá mơ này nếu chỗ nào cũng có thì mọi người mua cũng có, rất rẻ. Người giả nát với cái nước xong, mọi người đục cái trái dừa xiêm ra, người lấy nước dừa xiêm nha, người trộn vào trong cái nước lá mơ đó, nghe rõ không, lấy nước dừa xiêm trộn cái nước lá mơ đã giả nhuyễn này, vác lấy nước cốt lá mơ này đó, nước cái trộn chung. Sau đó mọi người đem lấy cho tôi hai thìa muỗng mật ong, người lấy cái thìa mà thìa muỗng cà phê ấy, mọi người nha, lộn hai thìa muỗng mật ong nguyên chất, người bỏ vào đó đánh đều luôn đây nha. Thì mọi người đánh đều, rồi mọi người cố gắng dùng cho tôi, nếu ít vác cái nước này nó ít nữa mà người uống hết lần á thì dùng một lần cho tôi, không dùng thì chia làm hai nhé. Nếu uống hết thì dùng một lần, lần thứ hai giả nhuyễn làm tiếp. Còn nếu uống hết chia làm hai lần, uống trong ngày, và mỗi lần uống là cách nhau 12 tiếng đồng hồ nhé. Thì để trị được cái bệnh này thì người cố gắng làm cho tôi 3 ngày thì nó sẽ khỏe người nhé. Và 10 ngày sau thì bạn cũng thấy như thế nào. Đó, tự mọi người làm người biết nha. 3 ngày nó khỏe rồi, 10 ngày sau thì nó hơi thiên giảm xí, mọi người tự nhận biết thôi. Rồi đó, người tiếp tục làm tiếp để cho bệnh mình nó khỏi luôn nha. Đấy. Phải thuốc tôi chia sẻ cho mọi người rất đơn giản nha. Ở trong kênh của tôi rất chia sẻ, có nhiều video chia cũng chữa gì cái bệnh này, thì mọi người cứ có thời gian thì mọi người vào tham khảo và tham quan chơi, tham khảo thì mọi người có cái gì thì mọi người chia sẻ giúp cho người ta. Rất tôi chia sẻ rất nhiều bài thuốc, thì bài thuốc hôm nay tôi chia sẻ cho mọi người tùy theo cái điểm mọi người hộp thì mọi người cứ dùng đi. Bài thuốc này thì mấy anh em trên mọi cũng rất chia sẻ rất nhiều. Hôm nay tôi chia sẻ lại đây. Đó. Người nào có tin tôi thì tin, không tin thì thôi, tôi không ép nha. Yeah. Thì mọi người bệnh giai đoạn cuối thì bệnh đã hết rồi thì mọi người có cái dòng đi, biết đau cơ may số phận mình đã đến thì nó hộp cái địa thì nó hết. Người cứ dùng nha. Và cứ video mọi người xem tới đây thì tôi đã nói từ đầu là tôi chia sẻ cho mọi người hái cái chọn lựa lá mơ này như thế nào. Đây thì để video này cũng thấy hay và giúp ích cho cộng đồng xã hội thì mọi người nhớ cho tôi một like, đến đây là mình cho tôi một like, đăng ký kênh để có thể nhận nhiều video tiếp theo. Và nhớ chia sẻ video này đến tất cả những cho mọi người, ai cùng những người bệnh đã bị bệnh thì xem và sử dụng bài thuốc này. Thì tôi chia sẻ cách lấy lá mơ này nhé, thật rất đơn giản. Nếu mọi người có thì người hái, còn không có thì mọi người ra chợ mua, nếu không có thì nhờ ai đó đặt giùm nhé. Thì cái lá mơ này thì mọi người chọn lấy cái lá là bánh tẻ nhé, đơn giản, không lấy lá non quá nhẹ, không lấy lá già quá nhẹ, giả mất chất rồi còn gì đâu, lấy lá bánh tẻ là lá cũng trung trung niên niên đây. Thì con người mình cũng vậy,
lớp tuổi trung trung niên thì sức đề kháng và sinh lực nó mạnh hơn, già rồi mới sinh ra thì làm gì có sức lực. Bởi thế cái lá mờ này cũng vậy nha. Đó, mọi người lấy lá bánh tẻ tôi là lá không non mà không già à, thật rất đơn giản mọi người nhé. Hôm nay tôi chia sẻ về thuốc này nhằm xin gửi đến tất cả những ai bị bệnh thì cố gắng dùng về thuốc này rất hay. Và tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ kính chúc mọi người mau lành bệnh và lại đoàn tụ hạnh phúc gia đình. Đó là điều tôi mong muốn. Ngày hôm nay tôi chia sẻ cho mọi người. Thì mọi người nếu ai mà đã sử dụng được thì thấy nhớ like, comment tôi nhé. Đăng ký kênh và chia sẻ video tôi nha, giùm giúp tôi nha. Rồi, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người gặp lại những video tiếp theo nha. Rồi, xin tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Chúc mọi người lành bệnh nha.